Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Nậm Pồ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng trên địa bàn huyện Nậm Pồ nói chung và xã Nà Hì nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Vai trò làm chủ của nhân dân trong giám sát kiểm tra thực hiện các quy định về quản lý đầu tư tại cơ sở đã rõ nét hơn, góp phần phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí, tạo niềm tin trong nhân dân. Xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ là xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, xã đã đạt 16 tiêu chí. Vì vậy, trên địa bàn xã có nhiều công trình dự án được xây dựng liên quan đến giải phóng mặt bằng, nên hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng đã phát huy hiệu quả. Vai trò làm chủ của nhân dân trong giám sát kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư đã rõ nét hơn. Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng xã Nà Hì có 18 thành viên. Các ban đều xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng ủy viên phụ trách địa bàn cơ sở, tiếp nhận đơn thư phản ánh của nhân dân. Qua các cuộc giám sát, các ban đã kịp thời phát hiện những sai phạm thiếu sót để báo cáo kiến nghị lên các cơ quan chức năng, kịp thời chấn chỉnh khắc phục. Các công trình đầu tư vào bản ấy, thì thường xuyên, chúng tôi là thường xuyên đi giám sát vật liệu đấy. Không đủ chất lượng và không đảm bảo chất lượng đấy là chúng tôi là phải báo cáo lên cấp trên đình chỉ, tạm thời đình chỉ dừng các công trình kiến trúc. Khi nào mà họ lấy vật liệu đúng đủ mác đảm bảo chất lượng thì chúng tôi mới cho làm. Còn tiếp theo nữa là thường xuyên chúng tôi đi giám sát là họ làm đúng quy trình hay không. Từ năm 2020 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ đã phối hợp tổ chức 8 cuộc giám sát. Trong đó, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng 6 cuộc, Ban Thanh tra Nhân dân 2 cuộc. Nội dung chủ yếu là giám sát công trình nhà văn hóa bản Xín Trải, công trình đường bê tông bản Hủy Hoi, trường tiểu học Nà Hì số 1, sân vận động xã Nà Hì, công trình nước sinh hoạt của bản Xín Trải, thủy lợi Nàn Liềng, các khoản thu chi của Ủy ban Nhân dân xã và việc chi trả tiền COVID-19. Qua các cuộc giám sát, các ban đã kịp thời phát hiện những sai phạm thiếu sót để báo cáo kiến nghị lên các cơ quan chức năng, kịp thời chấn chỉnh khắc phục. Từ khi xã Nà Hì triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay, đa số các công trình sau thời gian thi công đưa vào sử dụng đều bảo đảm chất lượng, không làm thất thoát tài sản, tiền bạc của nhà nước và người dân. Thông qua giám sát, Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng xã đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Để phát huy được cái giám sát đầu tư của đồng là tôi thường xuyên để quán triệt và các cái nội dung giám sát các khâu để các thành viên để nắm được là các cái công trình là sử dụng những cái vật liệu như thế nào để các cái thành viên nắm được là nó giám sát nó mới có hiệu quả cao hơn. Cùng với xã Nà Hì, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã phát huy vai trò trong việc giám sát, thi công các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn. Toàn huyện có 15 ban thanh tra nhân dân và 15 ban giám sát đầu tư của cộng đồng với hơn 100 thành viên. Hàng năm, hai ban này đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện đầy đủ các công việc theo định kỳ, tháng, quý, năm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Các thành viên trong ban đã tham gia nắm bắt dư luận nhân dân, trực tiếp giám sát và giải quyết nhiều nội dung như giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm cho người nghèo, hộ gia đình sống ở vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện các nguồn vốn thuộc chương trình 30A-135 trên địa bàn huyện, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bình chọn các đối tượng nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, kiểm tra giám sát các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Xác định rõ cái tầm quan trọng của hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát đầu tư của cộng đồng. Thế thì trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ
cho các thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở thì nắm vững được các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và các nghiệp vụ công tác giám sát. Trên cơ sở đó thì các ban giám sát đầu tư đã phát huy có hiệu quả. Trên cơ mà nổi bật ở đây là giám sát các công trình đầu tư cơ bản tại cơ sở. Thì qua đánh giá những năm qua thì hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng và ban thanh tra nhân dân là hoạt động ở cơ sở rất tốt. Từ đầu năm 2020 đến nay, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã giám sát được 65 vụ việc, trong đó đã kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét được 20 vụ việc, góp phần phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí của các công trình dự án đầu tư tại cộng đồng. Ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở nhiều xã đã phát huy vai trò của mình, tham gia giám sát nhiều vụ việc có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cộng đồng, công dân, hạn chế những sai sót tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương. Trên thực tế, một số xã trên địa bàn huyện Nậm Pồ, hiệu quả hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng vẫn còn hạn chế, khó khăn nhất định. Để hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại cơ sở phát huy được vai trò hiệu quả, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Nậm Pồ cần chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện để ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp và đúng chức năng, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng, bổ sung vào các ban những thành viên có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, giúp cho hoạt động kiểm tra giám sát được sát sao và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Pồ đã tập trung giải ngân nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Cũng như nhiều gia đình khó khăn khác, thoát nghèo là mong ước lớn nhất của gia đình chị Lò Thị Phinh ở bản Nà Hì 2, xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ. Nhưng với hoàn cảnh của gia đình chị thì việc có số vốn vài chục triệu đồng để đầu tư sản xuất là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, thông tin về nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện dành cho hộ nghèo như chiếc phao cứu sinh giúp vợ chồng chị thoát cảnh nghèo khó. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình chị Phinh được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo. Với số tiền này, chị Phinh tập trung vào chăn nuôi, chăm chỉ làm lụng, thu lãi từ những lứa lợn, lứa gà xuất chuồng, tích cóp được chị quay vòng vốn để cải tạo chuồng chăn nuôi, tăng đàn gà, đàn lợn, ngan. Giờ đây, gia đình vợ chồng chị Phinh không những đã thoát được nghèo đói mà còn có thu nhập ổn định từ 170 đến 180 triệu đồng trên năm. Bảo phát triển kinh tế gia đình, thưa có vay vốn, có vay vốn ngân hàng bên phụ nữ để vay vốn để về làm kinh tế gia đình, để mua lợn mua gà để nuôi. Gia đình cũng kinh tế cũng ổn định rồi. Giờ gia đình cũng phát triển kinh tế như thế này là cũng quá thoải mái rồi, ổn định rồi, kinh tế chắc chắn vững chắc rồi. Không chỉ riêng gia đình chị Lò Thị Phinh được tiếp sức từ nguồn vốn vay ưu đãi để thoát nghèo, mà xã Nà Hì hiện có hơn 2.000 hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư phát triển kinh tế, trang trải học tập cho con em, xây dựng các công trình nước sinh hoạt, tạo dựng cuộc sống ổn định. Chính quyền địa phương rất là quan tâm, nhất là quán triệt đến các tổ đắc, các tập thể, chính quyền xã, là quán triệt sâu sắc đến tất cả các tổ trên địa bàn. Căn cứ vào nguồn vốn hàng năm mà Ngân hàng Chính sách huyện phân bổ cho thì các tổ khác xem xét, nghiên cứu, phân loại xem các tổ có nhu cầu, các hội viên có nhu cầu vay vốn để làm sao vay vốn theo đúng sự quan tâm của Đảng Nhà nước để cho các hộ gia đình, các tổ viên người ta vay để sử dụng vào mục đích thứ nhất là để phát triển kinh tế xã hội, hai là mua trâu bò để phát triển kinh tế, thứ ba là
xem tất cả các khu vực mà có thể khai hoang ruộng nước để bà con tận dụng để lấy số tiền đó thuê hoặc là khai hoang để tăng diện tích ruộng để phát triển kinh tế nông nghiệp cho các hộ gia đình. Để triển khai và thực hiện tốt chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, ngay từ đầu năm 2015, huyện ủy Nậm Pồ đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch và chỉ đạo các xã, đơn vị có liên quan thực hiện. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện chỉ thị, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đã nhận thức rõ hơn về vai trò vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Trên cơ sở đó đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, như quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay, hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc, bổ sung xác nhận đúng đối tượng vay. Đồng thời, hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện đã chuyển một phần vốn ngân sách sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay ưu đãi. Thì đánh giá đây là một cái nguồn vốn hết sức là hiệu quả, có phần giúp dân xóa đói giảm nghèo, hình thành được các cái mô hình phát triển trong cái điều kiện mà khả năng của huyện có trong cái lợi thế, ví dụ như phát triển về các cái mô hình chăn nuôi đại gia súc, mô hình VAC và mô hình làm kinh tế dưới tán rừng. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Pồ đang thực hiện 11 chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi. Để đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, giúp hộ vay vốn có điều kiện thoát nghèo bền vững, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nậm Pồ đã tăng cường tập huấn cho cán bộ làm ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội, phối hợp lồng ghép hoạt động tín dụng với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư. Bên cạnh đó, để cho người dân được thuận tiện, giảm chi phí đi lại giao dịch, đơn vị đã mở điểm giao dịch cố định hàng tháng tại tất cả các xã, niêm yết công khai đầy đủ các chương trình tín dụng chính sách và các sản phẩm dịch vụ, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn. Đồng thời tổ chức ký kết với 4 tổ chức chính trị xã hội với 216 tổ tiết kiệm vay vốn, trên 7.600 hộ vay với tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 339 tỷ 641 triệu đồng. Từ năm 2015 đến nay, từ đồng vốn của các chương trình tín dụng chính sách đã giúp hơn 2.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, hơn 100 học sinh sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp vay vốn, 120 lượt lao động vay vốn giải quyết việc làm, xây 1.130 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ 2.000 hộ nghèo vay làm nhà ở. Từ đó, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt từ việc đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, công trình phúc lợi, phát huy hiệu quả sử dụng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân mỗi năm 4%. Sau 5 năm triển khai thực hiện, chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu lực hiệu quả trên địa bàn huyện Nậm Pồ, có tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đạt hơn 280 tỷ đồng với gần 8.000 hộ còn dư nợ. Các hộ có nhu cầu vay vốn đều được bình xét công khai tại cơ sở dưới sự giám sát của hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, sự chứng kiến của trưởng thôn. Các món vay đều được kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Do vậy thì các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy được cái hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong việc phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần vào việc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Những kết quả trên đã khẳng định chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách cũng như phát triển kinh tế xã hội ở huyện Nậm Pồ. Thời gian tới, để triển khai chỉ thị số 40 đạt hiệu quả cao hơn, cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội, chú trọng kiểm tra giám sát, hướng dẫn đối tượng vay sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Nậm Pồ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.